Thưa quý khán giả, mới đây, Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phát đi cảnh báo về trang web giả mạo Cổng Dịch vụ Công Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Các website giả mạo lừa người dùng đăng nhập, cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, thậm chí lừa nộp tiền bảo hiểm. Nhiều nạn nhân sập bẫy và cơ quan chức năng đã khuyến cáo nhiều biện pháp phòng tránh lừa đảo. Mời quý vị cùng theo dõi tiêu điểm 24 giờ hôm nay để cùng cảnh giác. Đây là giao diện của Cổng Dịch vụ Công ngành Bảo hiểm xã hội tại địa chỉ dịchvucong.bảohiemxahoi.gov.vn. Còn đây là giao diện của một website giả mạo với tên miền là dịchvucongbaohiemxahoi.com. Ngoài khác đuôi tên miền thì giao diện của website giả mạo cũng sử dụng logo nhận diện của Bảo hiểm xã hội và giao diện chức năng có sự tương đồng khá lớn với website chính thức của ngành Bảo hiểm xã hội. Nếu không cảnh giác thì sẽ rất nhiều người dễ dàng nhầm lẫn và rơi vào cái bẫy đã đặt sẵn của các đối tượng lừa đảo. Để mà xác định chính xác thì chắc là mình cũng phải lại lên Google mình search lại, tìm hiểu lại xem là có những cái trang web nó như thế nào, và mình tìm hiểu xem là có một cái số điện thoại chăm sóc hay là một cái gì đó thì mình tìm hiểu thêm và hỏi thêm bạn bè thôi. Chứ còn nếu như mà vô tình mà lạc vào cái trang web giả mạo thì nó cũng chưa chắc lúc đấy là mình đã đủ cái tỉnh táo để mà nhận ra được rằng là nó là giả mạo. Trang web giả mạo này sử dụng địa chỉ IP nước ngoài. Sau khi người dân đăng nhập vào website giả mạo bằng thông tin tài khoản đăng nhập vào hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các đối tượng không chỉ thu thập thông tin mà còn yêu cầu người dân phải đóng phí để thực hiện dịch vụ công bằng cách chuyển khoản đến các số tài khoản đã được cung cấp sẵn, từ đó chiếm đoạt tài sản của người dân. Điều này nó hướng đến hai cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất là ăn cắp các cái thông tin về tài khoản cá nhân của những người mà là nạn nhân đấy. Và cái mục đích thứ hai và quan trọng hơn mà các đối tượng này hướng tới đó là có thể thông qua cái việc mà những người này đăng nhập vào và cung cấp thông tin cá nhân cũng như là tài khoản ngân hàng và thậm chí là nộp tiền bảo hiểm thông qua các cái nền tảng, các cái trang web giả mạo đó thì để chúng có thể chiếm đoạt được cái nguồn tài sản. Trung tâm Công nghệ Thông tin cũng ngay lập tức gửi đến trang cảnh báo của Cục An toàn Thông tin và đề nghị Cục An toàn Thông tin kiểm tra và xử lý. Mặt khác, Trung tâm cũng phối hợp với Trung tâm Truyền thông để gửi những thông tin lên Cổng Thông tin Chính thức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để thông tin cho người dân và các tổ chức doanh nghiệp, cũng như gửi văn bản về cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố. Kịch bản này hướng đến hai vấn đề. Thứ nhất là ăn cắp thông tin về tài khoản cá nhân của những người là nạn nhân. Mục đích thứ hai các đối tượng hướng đến đó là người dùng nộp tiền bảo hiểm vào tài khoản giả mạo. Hiện nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang cung cấp 25 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Tất cả các dịch vụ này đều được thực hiện hoàn toàn miễn phí. Vì vậy, người dân cần hết sức thận trọng khi thấy có các yêu cầu nộp tiền để thực hiện dịch vụ công. Bên cạnh đó, Cổng Dịch vụ Công Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ có một địa chỉ duy nhất với tên miền là .gov.vn. Bảo hiểm xã hội Việt Nam không sử dụng tên miền có cấu trúc .com.vn hoặc .com. Chỉ có những cái cơ quan nhà nước, cơ quan thuộc chính phủ thì mới có những cái tên miền là .gov.vn. Cái thứ hai nữa là cái trang web và cổng thông tin của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ấy được tín nhiệm mạnh do Cục An toàn Thông tin chứng nhận thì nó ở cái góc dưới bên phải của cái giao diện. Cái thứ ba nữa, cái đường link nó sẽ là HTTPS, thì là những cái đường link này nó đã được chứng nhận của các cái tổ chức quản lý tên miền quốc tế. Thời gian vừa qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã liên tục rà soát kiểm tra để kịp thời phát hiện các hành vi lừa đảo, mạo danh Bảo hiểm xã hội trên các website, mạng xã hội và cảnh báo với người dân. Đồng thời, cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác, cẩn trọng khi đăng nhập các đường link và tìm hiểu kỹ trước khi sử dụng dịch vụ trực tuyến của các cơ quan nhà nước.